Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 127 Các vị đồng học, xin chào mọi người Xin mời mở quyển Cảm ứng Thiên ra Bắt đầu xem từ đoạn thứ 122 Đây là tổng kết của cảm ứng thiên trong khoa đề là đoạn thứ năm của tôi bản niệm sơ hệ giấy thiện niệm tuy chưa làm lành các thần đã đi theo tâm móng niệm ác tuy chưa làm ác hung thần đã theo hai câu nói này tuyệt đối không phải là lời nói khuyến thiện nhất định không phải là lời hù dọa người mà là đạo lý chân thật là sự thật chân thật chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải nhớ kỹ Có câu ngẩng đầu ba thước có thần minh Chữ tâm là chỉ cho ý niệm Ý niệm thiện Tuy là Bạn vẫn chưa làm được Bạn có một thiện niệm Thiện hạnh của bạn vẫn chưa thể hiện hiện ra thế nhưng chư phật bồ tát thiên địa quỷ thần đã nhìn thấy rồi đối với một người luyện khí công thông thường mà nói thì họ có thể xem khí ở trung quốc cũng có không ít những người có năng lực đặc biệt họ có thể nhìn thấy hào quang của người khác quả thật không chỉ là người mà bất kỳ một vật thế nào chúng đều có khí đều có hào quang tâm thiện thì hào quang tốt hào quang rõ ràng màu sắc của hào quang đẹp trước đây có một số người có khả năng đặc biệt nói với tôi hào quang của Phật Bồ Tát là sắc vàng hào quang màu vàng màu vàng màu, vàng, màu trắng đều tốt hào quăng màu xám màu đen đều là không tốt đó là lòng dạ hiểm ác tà ác cho nên thông thường họ đều có thể nhìn thấy phân biệt người này là người thiện hay là người ác những người có khả năng đặc biệt này thông thường có một đặc điểm chung là tâm địa thanh tịnh Chúng tôi đã từng nói chuyện với họ Hỏi họ là năng lực này của bạn Liệu có thể bị mất đi hay không Họ nói có thể Tuổi tác càng lớn thì năng lực sẽ mất đi dần dần Họ nói họ biết quá nhiều Những sự việc trong xã hội Tâm địa bị ô nhiễm Đa số những người có năng lực này Đều là người trẻ tuổi Khoảng 20 tuổi Trước 20 tuổi và sau 30 tuổi thì có rất ít Chỉ cần họ giữ gìn được tâm thanh tịnh Thì năng lực này có thể được duy trì Một khi bị danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần làm ô nhiễm Thì năng lực này lập tức bị mất đi Đạo lý này là chính xác Nó giống như thiền định và tam muội Mà trong nhà Phật chúng ta nói đến cho nên bạn có thể đắc định bạn có thể đắc ta muội năng lực này là năng lực vốn có hay nói cách khác hết thảy mọi một chúng sanh đều có năng lực của chúng ta tại vì sao mất đi là do từ sớm đến tối nghĩ ngợi lung tung vọng tưởng phân biệt chấp trước làm mất đi bản năng của chúng ta chúng ta cần phải hiểu được đạo lý này ứng quan đại sư trong cả cuộc đời ngài cực lực đề xướng liễu phạm tứ huấn sách liễu phạm tứ huấn này dạy chúng ta nhận thức nhân quả tin sâu nhân quả là dạy chúng ta điều này đoạn ác tu thiện tiêu chuẩn của thiện ác Ngài đề xuất cho chúng ta Cảm ứng thiên vững biên Đề xuất an sĩ toàn thư Ba bộ sách này xem ra hình như Đều không phải là Phật Pháp Thật thà mà nói là Bộ sách này có thể cứu được xã hội hiện nay Có thể cứu được tai nạn của chúng sanh Hiệu quả còn nhanh hơn Rõ ràng hơn so với Kinh Phật vì sao vậy phật nói với chúng ta tiêu chuẩn của thiện ác đều phân tán ở trong rất nhiều kinh luận bạn cần phải xem rất nhiều kinh luận thì bạn mới hiểu được những bộ sách này đã tập trung lại toàn bộ nghiệp nhân quả báo bạn đọc bộ sách này tương đương đã đọc vài trăm bộ sách đặc biệt là chú giải của dựng biên toàn bộ tiêu chuẩn của thiện và ác trong tư tưởng nho thích đạo ở trung quốc đều được tập hợp ở trong bộ sách này đây là bộ sách hay đối với người hiện nay mà nói chỉ tiếc là văn tự hơi thâm sâu tuy là đã cố gắng Đơn giản hóa nó Làm cho dễ hiểu hơn Nhưng rốt cuộc vẫn là văn ngôn văn Cho nên lần này chúng ta Có được duyên phần này Mọi người cùng nhau là một cuộc nghiên cứu thảo luận Những chú giải được nêu ra Trong cuộc thảo luận nghiên cứu này Vẫn là con số rất ít Nếu như muốn giảng hết những chú giải này thì phải cần thời gian rất dài cho nên chú giải có rất nhiều nhưng chúng ta thường xuyên chỉ lấy một hoặc hai điều giới thiệu cho mọi người những ý nghĩa trọng điểm nhất điều này nói với chúng ta khởi tâm động niệm thì chư phật bồ tát và thiên địa thần minh đều nhìn thấy rất rõ ràng rất minh bạch Người có thể lừa gạt những chúng sanh ngu muội, Thế nhưng không thể lừa được Phật Bồ Tát Không thể lừa gạt được thần minh Nghiệp thiện nghiệp ác mà bạn đã tạo Nhất định sẽ có quả báo tương ứng Chú giải vừa mở đầu là Nêu ra chữ tâm Nhằm dạy mọi người mầm móng thiện ác ngõ hầu mọi người sẽ biết cẩn thận từ chỗ khởi nguồn đây mới chính là tu hành cần phải bắt đầu từ căn bản chuyển ác thành thiện cần phải biết chuyển từ nguồn gốc căn gốc chính là khởi tâm động niệm chuyển đổi từ chỗ này thì đây là người thượng thượng thừa người thuần thiện nhất định được chư Phật Long Thiên thiện thần bảo hộ. người học Phật cũng biết được phải đoạn ác tu thiện, thế nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì không khống chế được, vẫn là tạo ác nghiệp. nguyên nhân này do đâu? thứ nhất là đọc kinh quá ít sức mạnh huân tập phật pháp không kháng cự nổi tập khí phiền não nhân tố là ở chỗ này cho nên giáo học căn bản của phật là dạy chúng ta đọc tụng đại thừa ngày ngày phải đọc kinh Đọc kinh là thân cận Phật Bồ Tát Nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát Chúng ta hàng ngày đọc Cảm ứng Thiên Là thân cận Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế gian Điều này vượt qua giới hạn của tôn giáo Chúng ta ngày nay tiếp xúc với chính tôn giáo lớn ở Singapore Chính tôn giáo lớn này đều khuyên người đoạn ác tu thiện cho nên chúng ta đọc cảm ứng thiên, tin tưởng cảm ứng thiên, dựa vào cảm ứng thiên để sửa đổi lỗi lầm của chính mình, thì có thể được thần thánh của chính tôn giáo lớn phù hộ cho bạn. Chúng ta tại vì sao không thực hiện được gì? lỗi lầm đương nhiên là có vì là phàm phu ngày ngày cần phải sám hối tôi bảo các đồng học thời khóa buổi sớm đọc kinh nhắc nhở chính mình phải nhớ thật kỹ giáo huấn của phật bồ tát những việc nào nên làm trong ngày hôm nay những việc nào không nên làm những việc nên làm và không nên làm ở tại khởi tâm động niệm ý niệm nào có thể khởi ý niệm nào không được khởi lời nào có thể nói lời nào không nên nói những việc nào có thể làm những việc nào không nên làm cần phải hạ công phu ở những chỗ này đó là chân thật tu lão cư sĩ hạ liên cư bảo chúng ta phải thật là Nhất định phải nghiêm khắc với chính mình Thời quá tối là sám hối Phản tỉnh Những khởi tâm động niệm Ngôn ngữ việc làm trong ngày hôm nay Của chính mình Có trái với lời giáo huấn của thánh nhân hay không? Lương tâm của chính mình có bị mê mờ hay không? Nếu như lừa gạt Phật Bồ Tát Lừa gạt chúng thần Lừa gạt chúng sanh Làm những sự việc như vậy Thì quả báo nhất định ở tam độ Tiền đồ của chính mình Thì chính mình biết Không cần phải đi hỏi người khác Trước đây có người hỏi tôi là Liệu con có bị đọa địa ngục hay không Tôi nói bạn có đọa địa ngục hay không Thì tôi không biết Bạn xem kinh Phật nhiều thì bạn liền sẽ biết được. Nếu như là tội hủy bán tam bảo, phá hòa hợp tăng thì bạn nên đọc Phát khởi Bồ Tát Thù thắng chí nhạo kinh. Thì bạn liền biết được bạn có bị đọa địa ngục hay không. Không cần phải đi hỏi người khác, tự hỏi chính mình thì rõ ràng hơn hết. Trong chú giải Trích dẫn Kinh Phật Tam giới vô biệt Pháp Duy thị nhất tâm tác Trong Kinh Hoa Nghiêm Trên Kinh Đại Thừa Phật thường xuyên nói Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Nhất thiết chúng sanh Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến là do trong tự tánh chúng ta lưu lộ ra. Hiểu được đạo lý này thì hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới chính là bản thân mình. Chúng ta phục vụ hết thảy chúng sanh chính là phục vụ cho chính mình. Nếu như chỉ biết tự tư tự lợi mà quên mất chúng sanh thì đó là tự hại chính mình vì tự tư tự lợi của cá nhân mình. Thì đây là cái gốc của lục đạo luân hồi vốn là không có những thứ này Tại vì sao lại biến hiện ra lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi tôi đã nói rất nhiều lần rồi Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra Nếu như chúng ta không có chấp trước Thì luân hồi không còn nữa Không còn phân biệt Thì thập pháp giới cũng không còn Tứ thánh pháp giới cũng không còn Vọng tưởng không còn nữa Thì nhất chân Pháp giới 41 địa vị Pháp thân đại sĩ Cũng không còn nữa Quả báo là Phật quả viên mãn Rốt ráo Cho nên lục đạo là do vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà biến hiện ra Tứ thánh Pháp giới Bao gồm thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Trong thập Pháp giới Là do vọng tưởng phân biệt Biến hiện ra Các ngài không có chấp trước 41 địa vị Pháp thân đại sĩ Trong nhất chân Pháp giới Là do vọng tưởng biến hiện ra Các ngài không còn phân biệt Không còn chấp trước Điều này Phật trên Kinh đã nói Cho chúng ta vô cùng rõ ràng Vô cùng minh bạch Phật dạy mục tiêu cuối cùng cho chúng ta Là để chúng ta chứng đắc được Phật quả cứu cánh Sự chứng đắc của Phật quả cứu cánh Quan trọng nhất là Ở chỗ nhận thức chuyển đổi quan niệm trở lại nhận thức điều gì là chân tướng sự thật nhận thức thực sự là hư không pháp giới hết thảy chúng sanh là chính mình bạn có nhận thức này thì tâm từ bi của bạn mới chân thật phát khởi ra đại từ đại bi tôn trọng vô điều kiện đối với hết thảy chúng sanh yêu thương bảo vệ vô điều kiện giúp đỡ vô điều kiện tự nhiên có thể xá mình vì người cái đại đạo lý nằm ở trong đây phàm phu thì mê mê ở chỗ nào vậy không hiểu được chân tướng sự thật chấp trước nặng nề tự tư tự lợi điều này là hỏng rồi Tự tư tự lợi chấp trước đến mức độ nghiêm trọng thì nhất định là địa ngục. Nếu có thể buông xả một chút thì được ra khỏi địa ngục, đi vào đường ngạ quỷ, đường súc sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ lý và sự. Ở đây trích dẫn rất hay, lại nói Tùy theo duyên nhiễm hay tịnh Mà tạo thành mười pháp giới Điều này nói rõ thập pháp giới từ đâu mà có Thập pháp giới là cho tùy theo duyên nhiễm hay tịnh Mà tạo thành Trong duyên nhiễm Thì nhiễm là chấp trước Là kiến tư phiền não Điều đầu tiên của kiến tư phiền não là thân kiến chấp trước cái thân này là ta chúng ta nhất định phải xả bỏ sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc này nữa qua hai ngày nữa sẽ có một đoàn từ thượng hải đến chúng tôi hầu như hàng tuần đều có đoàn từ bên ngoài đến họ gọi điện hỏi tôi muốn biếu cho tôi một ít quà, tôi nói tôi cái gì cũng không cần. Tôi nói nếu như các bạn muốn mang đến, các bạn đồng học ở đây rất nhiều, hãy mang một chút quà đến cúng dường các bạn đồng học. Còn tôi thì cái gì cũng không cần. Vạn duyên buông xuống, thân tâm thế giới, thế xuất thế pháp đều buông xuống. chỉ cần còn một thứ không buông xuống thì sẽ chịu phiền phức rồi bằng giảng xanh không có phần chắc chắn tất cả đều buông xuống thì mới nắm chắc phần giảng xanh bất cứ lúc nào cũng có thể đi bất cứ ở nơi đâu cũng có thể đi bạn nói xem tự tại biết bao như vậy cuộc đời này của chúng ta mới không uổng phí những điều khác đều là giả quan hệ giữa người với người giữa người và hết thể chúng sanh chỉ là một chữ duyên tại vì sao không kết thiện duyên với chúng sanh chứ mà tại vì sao lại kết ác duyên với chúng sanh cho nên thuận cảnh nghịch cảnh người thiện người ác đều nhất định không để ở trong tâm như vậy tâm của bạn liền thanh tịnh rồi Người thiện thì chúng ta tôn kính tán thán. Người xấu thì chúng ta tôn kính nhưng không tán thán. Điều này phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Trong lễ kính chư Phật không phân biệt thiện ác. Tất cả đều phải lễ kính. Nhất định phải tôn trọng. Thế nhưng tán thán thì tán thán như lai như lai là gì là thiện ngôn ngữ hành vi tương ưng với tánh đức thì chúng ta tán thán không tương ưng với tánh đức thì chúng ta không tán thán đây là chỗ khác biệt cúng dường thì người ác chúng ta cũng phải cúng dường họ không thể không cúng dường cúng dường là bình đẳng họ có khổ nạn thì chúng ta vẫn là tận tâm tận lực giúp đỡ họ Nhất định không có phân biệt Không có chấp trước Một mực bình đẳng đối đãi Bạn nhất định phải hiểu được cái đạo lý này Trong chú giải nói rất hay Tâm này có thể làm Phật Tâm có thể làm chúng sanh Tạo thiên đường hay địa ngục Chính đều ở tại một niệm này một niệm thiện thì người thành Phật Là thiên đường Một niệm ác Thì biến thành địa ngục rồi Cho nên Sự thăng trầm của thập pháp giới Đều ở tại một niệm này Trong chú giải có trích dẫn một câu nói Của hám sơn đại sư Cần phải thấy thấu suốt từ chỗ niệm giấy lên Khi sự chưa xảy đến Thì đừng làm lạc sanh khởi Hai câu nói này nói rất hay Thật sự dụng công chính là ở chỗ này Khi ác niệm giấy lên Một đau chặt đứt lìa Ác nghiệp căng lập tức tiêu trừ Vọng niệm có chỗ nào để an trụ chứ Đầu mối để siêu phàm nhập thánh hoàn toàn ở chỗ này mấy câu nói này chúng ta cần phải ghi nhớ trước mắt chúng ta có một tấm gương người tu hành chân thật chỉ cần nhãn căng của chúng ta thanh tịnh rồi thì chúng ta liền có thể nhìn thấy ở singapore đại chúng đều biết đến cư sĩ hứa tuyết bằng ghi hình của bà chúng tôi đã làm thành đĩa vcd các bạn đồng tu mỗi người có thể cầm một đĩa mang về tôi đã mời pháp sư thường huệ ở trường xuân đến Bà hiện nay đang làm thủ tục Tôi mời bà đến niệm Phật đường bên này Làm tấm gương cho mọi người xem Bà niệm Phật đã hơn 400 ngày mà chưa ngủ Hoàn toàn dựa vào bản hội tập Kinh vô lượng thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Để mà tu học Chúng ta nhìn sự hành trì của bà Thì mức độ thấp nhất Thì bà đã đắc niệm Phật Tam muội Năm nay bà đã 65 tuổi Bà gọi điện thoại cho tôi Tôi nghe giọng nói của bà Giống như người mới 30 hoặc 40 tuổi vậy Bạn đồng tu bên đó nói với tôi là Thân thể của bà rất nhẹ nhàng, thanh thoát Bà tu học Pháp môn niệm Phật Chính là Pháp môn do các tường vân tỳ kheo Truyền dạy trong Kinh Hoa Nghiêm Phật lập ta muội Bà là nhiễu Phật kinh hành Không ngồi cũng không nằm Hơn 400 ngày rồi Một ngày ăn một bữa Thân tâm thanh tịnh Một cái vọng niệm cũng không có Tôi mời bà đến đây Để mọi người tận mắt Thấy bằng chứng của việc niệm Phật Bà có thể làm được Thì bất kỳ ai cũng có thể làm được nguyên nhân bạn không làm được là gì là vọng niệm quá nhiều vọng niệm khiến cho cơ thể nặng nề không có vọng niệm thì thân thể nhẹ nhàng cho nên phải thật là không được lừa mình dối người điều này là quan trọng nhất các vị đồng học xin mời xem cảm ứng thiên Đoạn thứ 123 Nếu đếm ngược là đoạn thứ hai Của quyển sách này Nếu kẻ đã từng làm chuyện ác Vì sao sửa đổi hối hận Chẳng làm các điều ác Nhưng làm các điều lành Lâu ngày chạy tháng ắt được các khánh Đó gọi là chuyển họa thành phước vậy đoạn văn này tổng kết cái đoạn nhỏ của tôi bản niệm sơ ở phần trước người ta nào phải thánh hiền ai mà không có lỗi có lỗi mà biết sửa thì còn điều thiện nào hơn có lỗi cũng không nên sợ mà quý ở chỗ có thể sửa đổi chúng ta trong quán vô lượng thọ phật kinh xem thấy vua a thế tạo tác tội ngũ nghịch thập ác tội nghiệp mà chúng ta tạo ra so với ông thì tội của chúng ta quá nhẹ ông thì tạo tội rất nặng quả báo của ông là ở địa ngục a tỳ Thế nhưng con người này Trong đời quá khứ thiện căng sâu dày Khi lâm chung Ông hối hận Dùng tâm chân thành mà sám hối Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ông được giảng sanh rồi Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nói câu chuyện này cho chúng ta nghe Đây là A Sa Thế Vương Kinh trong Đại Tạng Kinh. Phật nói với chúng ta là ông không những được giảng sanh mà phẩm vị là thượng phẩm trung sanh. Điều này thật sự nằm ngoài suy đoán của chúng ta. Là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Tạo tác tội nghiệp cực nặng vẫn có thể giảng sanh. Vấn đề là bạn thật sự muốn sửa đổi Sửa đổi lại từ trong nội tâm Biết được chính mình sai rồi Vì sao dính viễn Không bao giờ tái phạm Cái lỗi lầm này nữa Hủy bán tam bảo Tội lỗi này cũng đều là đọa địa ngục A Tỳ Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức Khi chưa học Phật Đều tạo tội nghiệp này sau khi học phật rồi thì sám hối bồ tát thiên thân thời kỳ đầu học tiểu thừa thì hủy bán đại thừa sau đó tiếp nhận sự giáo huấn của anh ngài biết được chính mình sai rồi ngày thể trước phật muốn cắt lưỡi mình để sám hối anh trai Ngài liền nói với Ngài Trước đây em dùng lưỡi mình để hủy bán Đại Thừa Thì tại vì sao bây giờ em không dùng chính cái lưỡi này Để tán tán Đại Thừa Tại vì sao lại muốn cắt lưỡi của mình đi Lúc này Ngài liền tỉnh ngộ ra Từ đó vì sao Ngài tán tán Đại Thừa Đây là tấm gương tốt của việc sửa ác thành thiện Giả như chúng ta trước đây đã từng bán pháp bán phật bán pháp bán tăng tạo tác tội nghiệp này thì ngày nay chúng ta làm ngược lại tán thán phật tán thán pháp tán thán tăng như vậy thì đúng rồi đây là Bồ Tát Thiên Thân thể hiện mô phạm làm ra tấm gương cho chúng ta xem quay đầu cần phải dùng hành động để quay đầu Tâm và hạnh đều quay đầu Điều này mới có thể tiêu nghiệp chướng Hai câu không làm các điều ác Nhưng làm các điều lành Hiện nay đã trở thành Cái khẩu hiệu xuông của nhà Phật Ai ai cũng đều biết nói cái cầu giữ tâm ý thanh tịnh Là lời chư Phật dạy Không những là người hiện nay Biết nói mà người xưa cũng biết nói Ngày xưa vào thời nhà đường Bạch Cư Dị Gặp được Ô Sào Hòa Thượng Tại vì sao gọi vị Pháp Sư này là ô sào Là vì ông là một cái liều Ở trên cây giống như tổ chim vậy Bạn sẽ hiểu được cuộc sống của ông vô cùng đơn giản Dạng duyên buông xuống Là một người tu hành lâu năm Bạch cơ dị gặp ngài Khi đó ông là Thái Thú Hàng Châu Thái Thú giống như chức thị trưởng hiện nay vậy Ông gặp được Hòa Thượng Ô Sào liền thỉnh giáo với Ngài Đại ý của Phật giáo là gì? Hòa Thượng Ô Sào liền nói bốn câu này Không làm các việc ác Dân làm các điều lành Giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy Bà cư dị nghe rồi liền cười nói Lời nói này đứa trẻ ba tuổi cũng biết Hòa Thượng Ô Sào trả lời một câu Tuy là đứa trẻ 3 tuổi có thể nói Nhưng ông lão 80 vẫn chưa làm được Bệnh cư dị sau khi nghe rồi Suy nghĩ thấy rất có đạo lý Chính là cần phải làm được Làm thế nào mới có thể làm đến được Sự việc này vô cùng Vô cùng quan trọng Có quan hệ đến tiền đồ của chúng ta có quan hệ đến đời sau của chúng ta Đời sau là quả báo Đời này là hoa báo Hay nói cách khác Không những quan hệ đến đời sau Mà còn quan hệ đến trước mắt của chúng ta Trước mắt có thể tránh hung gặp kiếp Thế tôn từ bi đến cực điểm trên kinh thập thiên nghiệp đạo Có một đoạn khai thị vô cùng quan trọng Nhằm vào con người chúng ta ngày nay Làm thế nào để đoạn ác tu thiện Phật nói Bồ Tát có một phương pháp Có thể dính diễn đoạn dứt nỗi khổ của ác đạo Điều này không chỉ là tam ác đạo Mà lục đạo đều là khổ Bồ Tát có một phương pháp Có thể xa lìa hết thảy Nỗi khổ của ác đạo Đó chính là trong nhãn quan của Phật Bồ Tát Thì thập pháp giới Đều là ác đạo Cho nên ác đạo ở đây Không phải là chỉ tam độ Tam thiện đạo Mà ngay cả thanh văn duyên giác Bồ Tát Và Phật trong thập pháp giới Đều là ác đạo vì sao vậy là vì chưa minh tâm kiến tánh chưa khế nhập nhất chân pháp giới chỉ có nhất chân pháp giới mới là chánh đạo là thiện đạo thập pháp giới đều là ác đạo phật nói bồ tát có một phương pháp bồ tát ở đây là pháp thân đại sĩ nhất chân pháp giới bồ tát phương pháp này là phương pháp gì ngài dạy chúng ta ngày đêm ngày đêm chính là không được gián đoạn thương niệm tư duy quán sát thiện pháp không được một mảy may bất thiện Xen tạp Câu nói này quan trọng Chúng ta cả ngày Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ hành vi Cần phải thường xuyên nghĩ đến thiện pháp Chúng ta trong cuộc sống thường ngày từ sớm đến tối tiếp xúc với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, phải thường suy nghĩ đến những điều thiện của họ, không được nghĩ đến những điều ác của họ. Nếu nghĩ đến điều ác của họ thì chính là biến điều ác của họ thành điều ác của chính mình. Bạn nói xem con người này quá ngu si rồi. Tâm của mỗi người đều là chí thiện cùng với Phật không sai khác. Hiện tại chúng ta hiểu được rồi. Phật và Pháp thân Bồ Tát Trong tâm của các ngài Chứa toàn là thiện Pháp Một mảy may ác Pháp đều không có Phạm phu thì sai rồi Sai chỗ nào vậy? Là trong tâm chứa toàn là ác Pháp Không chứa thiện Pháp Mắt nhìn thì toàn là nhìn chỗ xấu của người Chuyên môn nhớ ác hạnh của người Miệng thì chuyên môn nói chuyện đúng sai Hằng ngày của bạn là tâm ác Niệm ác, hạnh ác Thì bạn làm sao mà không đọa đường ác được chứ Tại vì sao Bồ Tát có thể xa lìa hết thảy nỗi khổ của ác đạo Thập pháp giới các ngài cũng đều siêu dược rồi Các ngài chính là dựa vào trong tâm Tuyệt đối không chứa bất kỳ một mảy may ác pháp nào Phương pháp này rất tốt bạn có thể làm được điều này thì phật đã nói rồi bạn thường được thân cận chư phật như lai bồ tát thánh hiền bạn làm bạn với các ngài gia nhập vào câu lạc bộ của các ngài tại vì sao chúng ta không chuyển đổi lại ý niệm việc này đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì người khác tạo việc ác đối với chính mình không có can hệ gì người khác làm việc thiện thì chúng ta ghi nhớ học tập làm theo người khác có điều ác thì chúng ta nhất quyết không để trong tâm nhất quyết không nói ra đây là tích công lũy đức cần phải bắt đầu làm từ chỗ này người ác cũng có thiên hạnh chúng ta tán thán điều thiện nhất định không nói điều ác chẳng những là miệng chẳng nói ra mà trong tâm nhất định cũng không có có thể làm được hay không có người nói rất khó làm được sau khi tôi nhìn thấy thì ấn tượng liền rất sâu tại vì sao ấn tượng đó lại sâu là vì bạn để nó vào trong tâm rồi cho nên bạn mới có ấn tượng nếu như bạn không để việc đó trong tâm thì lấy đâu ra ấn tượng đây ở singapore chúng tôi có gặp cư sĩ hứa triết Năm nay bà 101 tuổi rồi Bà là một người thanh niên 101 tuổi Cả đời bà chưa từng sinh bệnh Cả một đời sống rất vui vẻ Mỗi ngày ăn một bữa Một bữa ăn chỉ ăn rau sống Các loại gia vị như dầu muối tương giấm bà đều không dùng Hoàn toàn ăn rau sống Trở về với đại tự nhiên Chúng tôi có băng ghi hình. Đã làm thành đĩa VCD, mỗi người đều có thể lấy một đĩa. Các bạn xem bà đã 101 tuổi mà mới chỉ rụng một chiếc răng. Thân thể hoàn toàn không bệnh tật gì. Tai mắt đều rõ ràng tinh tường. Xem báo chí không cần đeo kính. Biểu hiện ra hoàn toàn giống như người thanh niên vậy bà tu như thế nào vậy phật nói trên kinh những điều này bà chưa từng đọc qua bà chưa từng nghe qua thế nhưng bà đã làm được rồi điểm mạnh duy nhất của bà chính là chuyên môn nhớ điểm tốt của người khác nhất định là không nhớ việc xấu của người cư sĩ lý mộc nguyên hỏi bà vậy bà nhìn thấy những người ác diệt ác thì cách nhìn của bà như thế nào bà lấy một thí dụ tôi nhìn thấy người ác diệt ác Giống như nhìn thấy những người đang đi lại trên đường vậy So sánh này rất hay Các bạn đi ra đường Thấy những người đang đi lại trên đường kia Sau khi trở về hỏi bạn có nhớ được những người đó không Không nhớ được Vì sao vậy Là vì bạn không để những người đó ở trong tâm Từ đó có thể thấy Chúng ta có thể không để điều đó ở trong tâm Bạn cứ muốn để nó ở trong tâm Vì thì còn cách nào chứ chúng ta đi lại trên đường bạn xem có rất nhiều người đi lại cũng nghe thấy họ nói chuyện ở đó nếu hỏi bạn họ đang nói gì rõ ràng là nghe thấy thế nhưng bạn không biết điều này là gì là gì bạn không chú ý chú ý là gì là đem sự việc đó để vào trong tâm của bạn rồi đặt vào trong tâm rồi đó gọi là chú ý không chú ý nghĩa là gì là không đặt vào trong tâm tuy là nhìn thấy rồi nhưng không biết nhìn mà không thấy nghe mà không nghe chúng ta hằng ngày đều làm như vậy nếu như có thể duy trì cách làm như vậy đối với hết thảy người đối với việc đối với vật thì tâm của bạn sẽ rất thanh tịnh bạn sẽ rất tự tại bạn rất vui vẻ tại vì sao lại ghi nhớ lỗi lầm của người khác tại vì sao lại ghi nhớ những điều bất thiện chứ phương pháp này của phật bồ tát quá tốt tiêu chuẩn của thiện và ác là gì phật nói đó là thập thiện nghiệp đạo thân thì có sát đạo dâm Đây là ác hạnh Nhất định không được để ý Như định không được để vào trong tâm Miệng bạn nghe người khác nói Vọng ngữ Ác khẩu lưỡng thiệt Lưỡng thiệt là bới móc chuyện đúng sai Ý ngữ là lời nói bóng bẫy Đường mật Ý là tham sân si Đây là thập ác Phật nói là tiêu chuẩn này Nhất định Không được phép có một mảy may Thập ác xen tạp vào trong tâm của bạn Trong tâm Hoàn toàn trang đầy Là thập thiện Tu học như vậy liền có thể thành đạo vô thượng liền có thể thành Phật Cho nên chúng ta nhìn thấy Có rất nhiều tượng Phật Những bức họa hình Phật Phần đầu tượng Phật vẽ một dòng hào quang Trên đỉnh dòng hào quang có viết ba chữ Ba chữ này có khi dùng chữ trung văn để viết Cũng có khi dùng phạm văn để viết Còn có khi dùng chữ Tây Tạng để viết Là giống nhau cả Là ứng A Hồng Ba chữ này có nghĩa là gì? là biểu thị sự viên mãn của thập thiên nghiệp đạo. Ứng là thân nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Hồng là ý nghiệp, không tham, không sân, không si. Mười điều này làm được viên mãn rồi thì liền thành phật. Cho nên Phật nói phương pháp này của pháp thân Bồ Tát là chính xác. Chúng ta nhìn thấy ba chữ này ở dòng hào quang trên tượng Phật. Phương pháp này là căn bản của tu hành. Bắt đầu tu hành từ chỗ này và cũng đạt sự viên mãn tại chỗ này. Cho nên lâu ngày, dày tháng Ác được các khánh Chỉ cần có thể đoạn ác tu thiện Đoạn thập ác tu thập thiện Thì bạn nhất định đạt được các khánh Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần phù hộ cho bạn Đó gọi là chuyển họa thành phước Hy vọng các bạn đồng học chúng ta Cần phải ghi nhớ thật kỹ Chăm chỉ tu học Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta học đến đây thôi A-di-đà Phật Tỉnh dịch vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a-gmail.com Người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 弥陀佛。 Daffodil